Trong đời các cậu cứ lo quá ấy, có phải có bọn tôi đâu. Câu chuyện này là sự việc từ một sự lãng mạn với tất cả những gì tốt đẹp và thực tế. Ý đơn kiến nghị tấm mặt vào không, điều đó thì chúng tôi làm. Ở đây có quỷ dữ, ở đây còn có bánh xúc xích nữa. Đúng không? Đúng không? Đã phải sẽ để mình dù dỗ và manh quốc của đứa mất máu ư. Đúng rồi, mày xúc xích. Mày xúc xích. Nếu có mày hỗ trợ mà đồ ăn đã qua thế này, tớ nắm ra muốn xem họ có gì ở trong đó. Các cậu, làm gì có mắc ca đông không? Cũng chẳng hề có thằng trả tiền. Lại thêm năm đến 10 nữa, năm nay là vốn là may lắm rồi, nên không hẳn là kết cắn mà tới mong đợi. Chúng tôi là khách của Vincent Van Helsing, ông ấy sở hữu, phải phải, tôi là Linda Rulane, chủ hội chợ. Tôi biết Van Helsing là ai, tức là chẳng ai không biết. Ấy vẫn là một trong các tác giả đầu tiên viết về lịch sử Ma Bà Rồng. Có lẽ thế, nhưng thế giới đã trả lại câu chuyện Ma Bà Rồng tuyệt vời của ông ấy rồi. Tôi đã đọc hết các chuyện của ông ấy. Cô cậu tận hưởng bữa trưa miễn phí nhé. Ý tôi là thời gian ở đại tiệc Ma Bà Rồng ấy. Bà ấy thật thân thiện. Đây mà. Thật vui khi thấy một gương mặt thân quen. Còn đây chắc là những người còn lại của nhóm săn tìm bí ẩn. Giới thiệu chủ nhà, chuyên gia lỗi lạc nhất thế giới về ma thuật, Vincent Van Helsing. Tôi còn là một tác giả nữa. Có lẽ các cháu đã đọc hết cuốn chuyện ma cà rồng của tôi. Dựa trên sự thật đấy, không phải mấy chuyện vớ vẩn cho thiếu niên. Với hiện đại đó khó thở. Các cậu có biết ngài Van Helsing đây là cháu chắc của Abraham Van Helsing không? Cậu dậy chính tông của một thợ săn ma cà rồng rất tốt. Vậy, gia đình tôi đã làm về ma cà rồng rất lâu rồi. Vì vậy, là tôi trở thành chuyên gia ma cà rồng. Ma cà rồng rất tốt. Chuyên ngành ma cà rồng là nghiên cứu học thuật về ma cà rồng từ A đến Z. Khi nào, tôi sẽ chỉ cho các cháu. Bộ sưu tập và pháp ma cà rồng của tôi có từ thuở ma cà rồng mới xuất hiện. Những thứ này hay lắm. Tớ không thử năng hay vì gì gì. Sách cổ của ma cà rồng. Cổ thuật trên đời này chỉ có ma mỏng. Cháu đang nhìn bài đó đấy. Nhìn mấy cái khác thì tôi nghĩ. Đi chết ư, đâu. Nói ra là không. Nhìn xem sách ma cà rồng này, đẹp quá. Chúng ta về để tôi chơi ma cà rồng. Người qua là kia là của đảng. Có thể cô ấy kiếm được một công trình ma cà rồng rồi đó. Chúng là người đó. Nhưng mấy viên đá đó không thể so với bất cứ thật sự trong mọi khu vực của mình. Nhưng mặt em đến 100 triệu cơ sở. Xin giới thiệu ma cà rồng đầy kích sở. Hôn cước Van Hoa nằm trong con tài chính gần 1.000 năm. Chúng tôi, chúng tôi.
Thank you.
trông ngưỡng mộ cổ của những kẻ hút máu bất tử. Hãy chú ý, vì thế giới loài người bị xâm chiếm. Hoa hồng đơn nhất, hoa mạ sói dương vào đó. Đó là câu thần chú trong cuốn sách Hoa Hồng Cổ. Những kẻ người này đang đùa với luật tự nhiên. Tôi đang chuẩn bị trước khi diễn thì bị tấn công. Người bắt đầu là thì chắc phải biết ai khác có năng lượng và mắt xanh sáng quá. Chắc hẳn nhận chú lên tôi và tôi mất đi. Tôi thần chú của trình đó là từ cuốn sách Hoa Hồng Cổ. Tôi đã học nó ở đâu vậy? Trên mạng. Tôi e là cậu đã giải phóng những kinh hoàng khủng khiếp lên tất cả chúng ta. Có lẽ ta trở nên rất lợi hại. Hải, cháu nghĩ anh bạn trẻ này. Tôi chưa biết tên anh. Và cô là... Lên, ý cô là Lan. Tôi không phải Lên mà là anh. Ta đang nói về cái kỷ niệm. Ta đang nói là ta không biết chắc là Lan là có chắc họ mang vào anh. Ta nên hiểu cho điều đó. Cháu nghĩ gì? Tôi sẽ ở lại nói chuyện với các bạn đi. Các bạn không để chống mắt được. Đi thôi. Cẩn thận. Anh đã đi thắng. Còn lại, hoặc là vấn đề lớn hơn. Cái mắt này vấn đề rất chặt. Mà hà đường đó không thể bước qua kính được. Trang sức của nữ hoàng mà hà đường đã bị mất. Trời ơi, hãy đi không rơi. Cùng bà xinh đẹp và cùng vệ cùng vệ trang nghiêm của nữ hoàng. Nữ hoàng của ta, nữ hoàng cùng này. Không thể có mắt đàn ông cho đến bây giờ. Đã được báo cứu đang được như dòng sống của địa ngục. Đã đến lúc ta phải đóng cửa hộp trận tướng phần này thì lấy tích của cậu. Thứ gì là quả báo tội tinh thần phải thế chứ. Cậu thấy bên nào tôi ăn ảnh không?